Cảnh mở đầu của một bộ phim có thể nói là quan trọng nhất vì nó là thứ quyết định khán giả có muốn xem tiếp hay không. Nếu một bộ phim thiếu đi sự thu hút ngay trong những cảnh mở đầu thì dù có một đoạn cao trào hay kết thúc hay đến đâu, người xem cũng không thể biết được vì họ sẽ không xem đến đó. Các nhà làm phim vì thế luôn tận dụng những phân cảnh mở đầu một cách hiệu quả nhất, thú vị nhất với hành động, bối cảnh hoành tráng, nhân vật thú vị để kéo người xem vào thế giới điện ảnh mà họ tạo dựng. Ví dụ như cảnh Joker cướp ngân hàng trong The Dark Knight hay cảnh giới thiệu Miranda và Andy trong The Devil Wears Prada. Nhưng ngày hôm nay mình muốn nói về cảnh mở đầu trong Inglourious Basterds, đạo diễn bởi Tarantino. Có độ dài 20 phút tổng cộng với 15 phút là hội thoại, cảnh quay này lại có thể khiến chúng ta ngay lập tức bị cuốn vào câu chuyện. Vì sao với ít hành động và những thứ hào nhoáng mà chúng ta lại dễ dàng bị thu hút bởi cảnh quay này đến vậy? Vì sao 15 phút chỉ có hội thoại lại hiệu quả đến vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu sức hấp dẫn đến từ đạo diễn Quentin Tarantino. Yếu tố đầu tiên khiến cảnh mở đầu của Inglourious Basterds thú vị đến vậy chính là cách mà Tarantino tạo dựng sự hồi hộp. Chúng ta bắt đầu với hình ảnh bình yên ở vùng quê, một người cha bổ củi và cô con gái làm việc nhà. Sự yên bình ấy bị phá vỡ khi cô gái nhìn thấy từ xa một đoàn xe mà sau này chúng ta biết là quân phát xít cùng với kẻ phản diện Hans Landa. Tarantino không cắt ngay đến cảnh bọn phát xít đến nơi mà tập trung vào những nhân vật nông dân đang hiện diện ở đó. Labadit dừng việc bổ củi, ngồi xuống và trên khuôn mặt ông là những cảm xúc tuyệt vọng và lo sợ. Tarantino ở lại với nhân vật Labadit để chúng ta cùng cảm nhận sự lo lắng của nhân vật, từ đó đem đến cảm giác hồi hộp trước khi giới thiệu đến chúng ta với nhân vật chính trong cảnh quay này, sĩ quan Hans Landa. Và điều này đưa mình đến điểm hấp dẫn thứ hai, nhân vật. Hans Landa là một nhân vật có thể khiến cho khán giả không thể rời mắt. Chúng ta có thể thấy sợ hãi hay thậm chí là ghét bỏ nhân vật này, nhưng ông ta thực sự có một sức hút không thể chối cãi. Hans Landa xuất hiện trong bộ dạng lịch thiệp và thân thiện, một điều bất thường mà không ngờ tới ở một tên phát xít. Ông ta khiến cả Labadit lẫn chúng ta mất đi cảnh giác. Dường như sự hồi hộp đã được giảm đi một chút, nhưng có cái gì ở nhân vật này vẫn khiến chúng ta cảm thấy bất an, từ cách ông ta tán dương những người con gái trong gia đình. Đến cách ông ta xin một cốc sữa thay vì rượu vang, hay cách mà ông ta nắm lấy một cô gái. Ông ta liên tục xin phép Labadit để làm điều này hay điều nọ, ví dụ như xin nói chuyện riêng, xin một cốc sữa hay xin hút thuốc trong nhà. Rõ ràng ông ta không phải xin phép gì cả. Tiếng muốn ông ta có thể ra lệnh cho tay sai của mình giết chết cả nhà Labadit. Nhưng Hans Landa không làm thế, mặc dù ông biết Labadit đang che giấu những người Do Thái. Ông ta muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn nhìn thấy con mồi của mình đau khổ trong khi ông ta tận hưởng cái thú vui tra tấn người khác. Hans Landa là một kẻ thông minh và tâm thần, và chính điều đó tạo nên sức hút cho nhân vật này. Ông ta đi ngược lại với sự kỳ vọng của chúng ta về một tên phát xít, nhưng ẩn đằng sau những cử chỉ lịch thiệp kia, ta biết đây là một kẻ nguy hiểm. Hans Landa đưa Labadit vào một cuộc hội thoại dài 15 phút. Đó là một lựa chọn mạo hiểm của đạo diễn vì thường những cảnh quay dài rất khó để giữ người xem. Đây lại là một cảnh phần lớn chỉ có hội thoại. Nhưng chúng ta hoàn toàn không cảm thấy đây là một cảnh phim dài lê thê mà ngược lại. Chúng ta cảm thấy hứng thú và tập trung hơn khi cuộc hội thoại ngày càng phát triển theo thời gian. Và đây cũng chính là yếu tố thứ ba tạo nên thành công của cảnh mở đầu của hội thoại. Làm thế nào để đạo diễn giữ cho một cuộc trò chuyện dài 15 phút không bị chán? Trước hết, đó phải là một cuộc hội thoại thú vị và có tiềm năng. Ngay từ đầu chúng ta đã muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Liệu tên phát xít có tìm ra được những người Do Thái đang lẩn trốn hay không? Liệu họ sẽ làm gì để trốn thoát? Liệu Labadit và gia đình của ông ta có bị trừng phạt hay không? Thêm vào đó là những cử chỉ, hành động và cách nói chuyện của nhân vật. Cái tính cách tương tự và khuôn mặt tươi cười của Landa khiến ta tự hỏi ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Khi Hans Landa đóng cuốn sổ ghi chép lại, chúng ta tưởng rằng ông ta đã xong việc với gia đình Labadit và chuẩn bị rời đi. Cả khán giả và Labadit thả lỏng vì tưởng nguy hiểm đã qua đi, nhưng Hans Landa lại xin thêm một cốc sữa nữa và cuộc hội thoại đột nhiên trở nên kỳ lạ. Khi ông ta tự dưng chuyển hướng nói bóng gió về đến Đức và người Do Thái. Lúc ấy chúng ta cảm nhận có điều gì bất thường và bất an. Cách sử dụng những hình ảnh ẩn dụ này khiến cuộc hội thoại trở nên thú vị, đồng thời tiết lộ nhiều điều về tính cách nhân vật Hans Landa. Ông ta màu mè, khoe khoang và yêu quyền lực, nhưng đồng thời cách mà ông ta nói về người Do Thái cũng đặc biệt thú vị. Landa nói rằng người khác thường so sánh người Do Thái với con chuột, và nhiều người có thái độ thù địch với con chuột, nhưng ông ta thì không. Ông ta nghĩ một con chuột cũng không khác gì so với con sóc. Điều này cho thấy rằng ông ta không nghĩ người Do Thái thấp hèn hay ghê tởm như nhiều tên phát xít khác. Ông ta nhận ra sự vô lý và ngớ ngẩn trong cái thể chế mà ông ta làm việc cho, nhưng ông ta vẫn làm việc đó. Cuộc hội thoại còn bị đẩy lên cao trào hơn khi mục đích của Hans Landa dần được tiết lộ. Màn quay zoom dần vào hai nhân vật, Landa và Labadit, tạo nên sự căng thẳng khi Landa lần đầu tiên trút bỏ bộ dạng tương tự và cho thấy sự nguy hiểm thực sự của ông ta và hỏi. Máy quay zoom vào khuôn mặt sợ hãi của Labadit, và với mỗi câu hỏi của Landa, chúng ta thấy nỗi sợ và dằn vặt ngày một rõ rệt của Labadit. Labadit đầu hàng, và trên khuôn mặt của ông ta là những cảm xúc giằng xé. Chúng ta biết câu chuyện đã đi đến hồi kết,
Những căng thẳng được giải tỏa một cách bạo lực khi Landa ra hiệu cho lính của hắn tiến vào. Tiếng bước chân, tiếng nhạc nền in tai và tiếng súng kết thúc sự căng thẳng hồi hộp từ đầu phim tới giờ. Ở đây, yếu tố hồi hộp được tận dụng rất triệt để. Chúng ta từ căng thẳng đến thả lỏng rồi lại hồi hộp, rồi lại được thở phào. Tarantino kéo tình huống như kéo một miếng cao su để khiến chúng ta càng mong chờ và một sự giải tỏa thỏa mãn. Cuộc hội thoại có một cấu trúc bao hồi của riêng nó, có mở đầu, cao trào và kết thúc. Nó phát triển như một tuyến truyện hoàn chỉnh và vì thế mới có thể kéo dài đến tận 15 phút mà không khiến khán giả mất hứng thú. Nên Tarantino còn đưa ra một quân bài cuối cùng để khiến chúng ta thêm đầu tư ở bộ phim. Đó là sự trốn chạy của Shoshana. Cảnh quay Shoshana từ trong ngôi nhà là một cảnh quay mà mình thích nhất trong bộ phim. Khi tất cả xung quanh tối đen, chỉ có duy nhất một khung cửa sổ và cửa chính mà sau này bị cái bóng của Landa che mất. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu Landa có bắt được Shoshana hay không? Và hàng toán các câu hỏi khác mà chúng ta muốn được giải đáp. Vậy là với ba yếu tố kết hợp hài hòa và bổ trợ cho nhau, sự hồi hộp, nhân vật có cá tính và cuộc hội thoại có cao trào và thú vị, Tarantino đã tạo nên thành công cho 20 phút đầu tiên của Inglourious Basterds, kéo chúng ta vào bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai và là một bàn đạp vững chắc cho những gì xảy ra sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn vì đã xem video vừa rồi của mình. Like, share và subscribe cho mình nếu như các bạn thích cái content vừa rồi và muốn ủng hộ mình để làm thêm nhiều những thứ như thế nữa. Và mình cũng xin lỗi là 2 tuần vừa rồi mình đã không ra video và bây giờ mình hứa là mình sẽ ra rất là đều đặn. Ok. Bye bye. Gặp các bạn vào thứ 2 tuần sau.